Chào mọi người, chào các anh chị em vọc sĩ nhé. Hôm nay chúng ta tiếp tục vọc chơi với lại cái tấm pin năng lượng mặt trời solar panels ha. Thì mình có coi một số video của một số người nào đó ha, số người đăng về cái tấm solar. Mình thấy ở bên dưới comment đó họ cãi nhau rất là sùm ha. Họ cãi nhau rất là nhiều về cái vấn đề mà họ nói là dùng một cái tấm solar panel ha, cắm thẳng vô trong cái bình ắc quy luôn là nó sạc được rồi. Chứ cần gì mà phải mua thêm cái cục sạc bên đó làm chi ha, cục sạc solar làm chi để cho nó tốn tiền rồi mất thêm tiền ngu đó mà còn bị ngu nữa ha. Cho nên là mình thấy rất là nhiều comment chửi nhau như vậy đó. Thì bữa nay mình làm cái video này để mà chứng tỏ ha, chứng minh cho các anh chị em nào đó còn thắc mắc cái vấn đề đó thì như thế nào ha, coi để cho biết. Mình thì không cãi nha, mình cắm thẳng cái điện mà từ cái tấm pin năng lượng mặt trời mình để đây nè, đang còn để hướng nắng tốt nhất nè ha. Đó, tấm đó 12V ha. Đó, mình làm chứng minh nè. Đó, dây câu vô đây cho anh chị em coi, thì ai bàn cãi như thế nào thì bàn cãi nha, mình không bàn cãi tại vì mình đã có đầy đủ hết hai món, mình đã kiểm tra hết rồi. Giờ mình làm cái video là chủ yếu để cho các anh chị em coi chơi thôi. Ai còn thắc mắc thì xem cho biết ha. Rồi, bây giờ mình đo cái điện của cái tấm panel vô đó ha, rồi mình đo cái bình, mình sẽ ghi cái số xuống ở dưới này. Và mình sẽ để cái đồng hồ đó để cho anh chị em coi 5 phút ha. Cho nó sạc 5 phút, mỗi thứ 5 phút để coi thử nó kết quả như thế nào nha. Ok. Rồi bắt đầu. Mình đo cái điện của cái này. Cái dây từ tấm solar panel ha. Hiện tại nó cấp vô là 18,5V điện DC ha. Điện DC. Tức là sao Nguyễn, mỗi cái tấm solar là nó đã có gắn cái con diode rồi. Để cho nó chuyển qua điện DC đó để sạc vô bình. Thì bây giờ sạc vô bình như vậy có được hay không ha. Ha, mình đo lại 18,5V. Thôi mấy cái đó thì đo cho anh chị em coi gì là được rồi. Bây giờ mình đo cái bình nè ha. Cái bình nè, mình ghi xuống. Ok. Đo cái bình hiện tại nó là 12,8V ha. Rồi, bình 12,8V. Ok. Còn cái này thì điện sạc vô nè. Ghi luôn 18,5. Để pin đi ha, chữ pin đi. 18,5V. Sạc vô nha. Ok. Rồi anh chị em coi kỹ ha. Bây giờ mình cắm thẳng trực tiếp là 18V ha. Nãy là cái tấm năng lượng đó là 18,5V. Mình cắm thẳng vô bình 12V mình sạc luôn ha. Và đồng hồ mình để đó là 9 giờ đúng. Ok, 9 giờ sáng đúng nha. Đó, cái mức cái kim dây đó là mình cho nó quay 5 phút, anh chị em cố ngồi chờ coi nha. 5 phút coi thử kết quả nó như thế nào ha. Chứ để mình quay cái camera đi chỗ khác á, rồi mọi người nói là mình nói láo hay là tắt camera rồi làm cái gì đó ha. Rồi mở camera lên quay từng đoạn rồi ghép lung tung, cho nên là mình để như vậy luôn ha. Anh chị em thấy cái hình camera mà nó không chớp là biết là mình để đó đúng 5 phút. Mình đo lại cái bình đó coi như thế nào ha. Rồi tí có thể là mình dùng một bóng đèn để mình xả cái bình đó. Xả cho nó xuống hơn 12V ha, cho nó yếu xuống. Rồi mình sẽ câu qua một cái sạc này ha. Này là cái sạc của nó nè. Đó. Sạc cho năng lượng mặt trời nè. Đây cũng là cái sạc này ha. Đó. Sạc cho năng lượng mặt trời nè. Giờ mình để đó đi. Rồi anh chị em coi ha. Tại vì á mình thấy có nhiều cái video mấy anh em ở bên Việt Nam chơi cũng liều lắm. Mua một tấm pin năng lượng mặt trời mình hình như là 100 mấy chục watt á, một tấm ha, 12V cắm thẳng vô cái bình xe tải luôn ha, cắm thẳng vô một cái bình ắc quy xe tải tới cả 100 ampe. Ghê gớm chưa, cái bình rất là to ha, rất là mạnh mà cắm từ cái tấm năng lượng mặt trời có nhiêu đó, có 150 W gì đó, cắm thẳng một hơi vô trong bình sạc luôn và người ta thắp điện ha, người ta xài cho mấy cái bóng điện ở ngoài đảo hay gì đó. Hồi mình có coi cái video đó rồi mà mình thấy cũng ngộ cho nên là thấy ở bên dưới thấy chửi gây lộn lung tung hết về cái vấn đề tranh cãi về vấn đề là
Cắm vô là nó sạc được rồi, chứ cần gì phải mua thêm cái cục sạc chi tốn tiền mà ngu nữa ha. Đã tốn tiền mà còn bị chửi là ngu nữa. Cho nên là đó, anh chị em coi để ý nha. Mình làm chừng 5 phút thôi để mà mình đo cái vôn cho anh chị em coi là nó có như thế nào ha. Đó, chứ còn mà thử thì phải thì thử nghiệm cả ngày cả tuần cả tháng thì mình biết rồi. Rồi, trong lúc chờ đợi cái kim nó quay ha, mời anh chị em nào đang còn uống nước trà, mời ly nước trà nha. Tranh thủ lúc sáng là mình nghiên cứu làm cái video xong mình đi làm. Nó có nhiều thứ ha, nó rất là có nhiều thứ khi mà mình tắm năng lượng mà nó nhỏ quá ha. Mặc dù nó 12V nó nhỏ quá mà mình sử dụng một cái bình mà 12V mà lớn ampe quá ha, ampe lớn quá cũng không tốt nha. Cũng không tốt. Hoặc là mình xài cái cục power inverter đó, power inverter tức là biến từ 12V lên tới 110V hoặc là 220V đó. Thì cũng vậy luôn, nó cho cái giới hạn của cái cục power inverter đó nó bao nhiêu watt, rồi nó cho cái đường mà ngõ in vô đó, tức là cấp từ cái bình vô đó là nó bao nhiêu ampe là tối thiểu thì nó cho phép ha. Chứ còn không là mình xài cái ampe, ví dụ mà nó cho cái cục power inverter nó chỉ có chừng 20 ampe đổ lại thôi mà mình dớt lên 40 hoặc là 50 70 ampe là cháy ngay cái cục đó ha. Đó. Dù là ngoài sau nó có gắn thêm cầu chì. Cầu chì cháy để thay, nhưng mà mấy cái người biết thay thì thay, còn những cái người mà người ta không biết về điện đó, người ta đâu biết thay cầu chì là thay như thế nào đâu. Đó, người ta cũng không biết là cầu chì nó cháy nữa. Đó, cho nên là người ta mua mới về người ta xài cắm vô cái làm cái sạc ha. Rồi xong. Không lên đèn lên điện gì hết là người ta một là gửi trả lại, hai là người ta quăng quăng thùng rác vậy thôi. Còn mình biết nó là lý do nó người ta đã cảnh báo như vậy trong cái giấy rồi ha, người ta ghi trong cái giấy rồi thì khi mà mình đọc cái giấy thì mình phải làm theo như vậy, còn mình làm trật là cái đó là do mình không biết ha. Cho nên là mình làm bị cháy thì mình chịu thôi. Thêm 1 phút nữa nha. Thêm 1 phút nữa. Là mình ngồi đây mình thấy cái kim nó chưa có bằng qua đâu. Trên camera thì bằng nhưng mà dưới này thì chưa. Tấm năng lượng mình để đây ha. Đó, trời nắng rất là đẹp đúng hướng ha. Đúng hướng, nắng rất là tốt. Rồi, đây là mình nhìn mình thấy cái đồng hồ là nó là đã 5 phút rồi ha, 5 phút trôi qua, bây giờ mình đo lại nha. Tại vì trong cái quá trình mình quay khoảng 15 16 phút thôi chứ quay nhiều quá anh chị em ngồi chờ cái tiếng đồng hồ thì không có hay. Cho nên mình chỉ rồi, bật qua điện DC ha, hay 200V DC mình đo nha. Coi thử con số nó có khác với lại cái bình nãy nó có sạc lên vô nào không nha. Lấy ra nè. Đó. Để nó qua bên đi. Có lên ha. Rồi 13.8V. 13.7V. Ok. Nó vô là 13.7V. 7V có vô ha. Rồi bây giờ mình xả cái bình đó cho nó hết xuống rồi mình đo lại, mình sẽ sạc vô bình lại coi thử nó như thế nào nha. Rồi sau khi mình xả bình ha, mình xả bình xuống mấy vôn rồi giờ mình đo lại mình lấy cái số đó thôi. 12.7V. Ok. 12.7. Đo lại coi sao mà nó lệ gì. Rồi 12.7V. Ok. Thì ở đây là cái tấm solar hồi nãy ha. Tấm solar mình câu dây vô đây cũng là 18.3V. 18.3. Kia 18.5. Ok. Thì bây giờ mình sẽ gắn vô trong cái bình đó để mình cho đồng hồ sạc 5 phút coi thử có cái sạc và không có cái sạc nó hơn thua như thế nào nha. Rồi, mình đã bấm giờ ha. Đã bấm giờ.
Rồi lại coi. 12.7 ha. Đi đây 12.7 V. Bây giờ là đúng rồi ha. Cho qua một chút. Rồi. Giờ dây là mình đã cắm vô đây, bây giờ mình cho nó sạc ha. Đây. Xô là đường vô nè ha. Đường vô xô là nè, tấm năng lượng mặt trời vô nè. Đường ngõ ra đường bình nè ha. Qua bình nè, mình đã câu vô bình rồi. Ok. Đã câu vô bình rồi thì bây giờ mình mở lên nha. 13.9 V, 13.7 V là nó nhận điện vô nó sạc ha, sạc vô bình. Anh chị em coi đồng hồ nha, 5 phút. Tí mình đo vô lại coi thử nó như thế nào. Ok. Rồi, chờ 5 phút đi. Cái hay là tự chính tay mình nghiên cứu ha, mình đo đạt. Đó, mình kiểm tra thì nó cho ra một cái kết quả rất là hay. Hơn là nhiều khi mình thấy những người khác họ nói thôi chứ họ không có làm á. Đó, hoặc là họ quay thoáng qua thôi, họ không có quay chính xác mục đích muốn. Đó, cho nên là có nhiều cái tranh cãi. Còn thường thường mình làm video là mình hay muốn chứng minh tới cái điểm cao nhất ha, có thể được, là mình sử dụng hết luôn để cho nó thật ha, thật để cho các anh chị em xem, để mà biết có cái nhìn nó rõ ràng hơn. Ok. Năm phút thì nó chưa nói lên được điều gì về cái vấn đề mà là cái câu hỏi là có nên sạc, có nên dùng cái cục sạc đó để mà sạc vô trong trong bình hay không, hay là câu trực tiếp từ cái tấm pin năng lượng mặt trời thẳng vô trong bình luôn. Đó, thì cái câu trả lời đó để dành cho anh chị em nào đang coi video này trả lời nha. Nếu mà như vậy thì người ta mua về người ta gắn thôi, chứ người ta mua thêm cái sạc chỉ cho tốn tiền mà còn bị chửi là ngu nữa, đúng không ạ? Đó, thì mình thử trải nghiệm hai cái, không có sạc câu vô trực tiếp luôn ha, thì nó cũng chênh lệch nhau cũng bằng 1 V. Nãy cái kia thì cái bình nó 12.8 V, thì khi mà sạc 5 phút á, thì nó được ra là 17.7 V. Ra được 13.7 V thì tức là có chưa tới 1 V ha. Gần 1 V. Sạc vô gần 1 V 5 phút. Và bây giờ mình thử vô cắm vô cái sạc đó để mà mình sạc vô thử 5 phút nó như thế nào. Đồng hồ chờ thêm 2-3 phút nữa cho kết quả. Tấm năng lượng là đang còn để ngoài nắng chói chang ha. Nắng bên đây rất là đẹp nè. Ok, anh chị em để mình không có tắt cái camera gì hết ha, mình vẫn để cái hai cái đoạn thử nghiệm là nó không có bấm cái gì hết ha. Không có bấm tắt mấy cái phần đó. Rồi trong lúc chờ đợi mời anh chị em nào đang ấy uống ly trà nha. Này trời lên nắng đẹp lên là chim hót ríu rít. Mình đang ngồi ngoài vườn, ngồi ngoài cái gốc cây lê. Chim nó bay qua tới bay lui nó hót. Anh chị em nào có những cái câu hỏi thắc mắc nào thì cứ để lại comment ở bên dưới ha. Thắc mắc câu hỏi nào thì mình biết được thì mình trả lời, còn câu hỏi nào mình không trả lời được thì có những người khác họ biết thì họ sẽ trả lời giúp cho các anh chị em ha. Mình rảnh tới đâu gặp một cái môi trường nào thích hợp thì mình sẽ làm những cái video về cái vấn đề đó để mà mình
chia sẻ những cái kinh nghiệm đó để cho anh chị em chính mắt thấy tai nghe ha, rõ ràng ràng chứ không phải quay mờ mờ ảo ảo rồi nói linh tinh luôn lang tang rồi cắt ghép quay chỗ này chỗ kia không có đúng ha. Video đó không có xác thực, còn video mình là mình quay, mình cố tình mình quay cho xác thực càng nhiều càng tốt để cho anh chị em có một cái nhìn nó đứng đắn hơn. Rồi ha, bây giờ là tới cái kim đồng hồ là nó đúng qua 5 phút rồi đó. Rồi bây giờ mình tắt và mình đo bình ha. Bây giờ mình cứ lấy cái này ra thôi ha. Đó. Cứ lấy cái điện sạc từ hôm nay ra thôi, tắt. Hồi nãy nó 12,7V ha. 13,2V. 13,2V. 13,7, 13,2. Rồi kết quả là nó mình đo gì ha. Hồi nãy là cái xài trực tiếp từ cái tấm năng lượng mặt trời vô ha, thì nó sạc được 5 phút nó sạc được gần 1V ha. Bình là lúc đo là 12,8V và sạc vô là 13,7V sau 5 phút. Rồi cái này mình dùng một cái cục sạc ha. Thì hồi nãy mình đo là 12,7V, bây giờ 13,2V. Đó. Thì tính ra là cái số mà đo này là nó ít hơn là sạc bằng cắm trực tiếp từ cái kia vô trong bình. Vậy thì cái nào đúng cái nào sai? Đó, anh chị em nghĩ thì coi cái nào đúng cái nào sai ha. Câu từ cái tấm năng lượng mặt trời thẳng vô trong bình luôn. Rồi câu cái tấm solar vô trong cái cục sạc và cục sạc vô trong bình thì nó hơn nhau ở cái chỗ nào và nó có lợi ích gì trong đó. Tại sao mình phải xài qua cục sạc và tại sao mình không cần xài qua cục sạc. Ok. Đó thì đó là rõ ràng là cái bạn nào đó chửi ngu là đúng rồi đó. Nhưng mà ở ngoài đó nó còn một cái điều gì nữa ha. Ngoài cái đó ra nó còn cái gì nữa mà người ta không có nói, không có giải thích. Thì anh chị em tự ha, tự viết comment ở bên dưới coi thử như thế nào nha. Đó. Tranh cãi bàn luận cho vui ha, học hỏi thêm. Ok, rồi video tới đây là hết nha. Hẹn gặp anh chị em những video sau nha. Bye bye.